Bảo Ngọc xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin tức trong ngày của Đài Truyền hình Quê Hương. Mở đầu là phần tin thế giới. Dân quân thân chính lôi công nhân từ xe bus xuống hành quyết tại Syria, tin từ Geneva. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Navy Pillay nêu rõ sự kinh hoàng trong vụ tàn sát thường dân ở Hula. Tại hội nghị khẩn cấp về Syria hôm thứ Sáu, trong lúc các nhà tranh đấu báo tin dân quân thân chế độ Assad lôi công nhân từ xe đưa đón xuống để hành quyết tập thể. Trong tuyên bố tại Hội đồng Nhân quyền, thì bà Pillay kêu gọi cộng đồng quốc tế hậu thuẫn kế hoạch ngưng bắn của đại sứ Kofi Annan và cho phép tiếp cận để điều tra vụ thảm sát 108 người tại Hula tuần qua. Bà Pillay nói, tình thế có thể biến thành khủng hoảng toàn diện, đe dọa tương lai của Syria và khu vực. Bà mô tả vụ Hula là tội ác chống nhân loại, có thể báo hiệu sự mở rộng bạo động, có hệ thống chống lại thường dân mà không bị trừng phạt. Bà yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét và đưa nội vụ ra tòa hình sự quốc tế. Bản thảo tuyên cáo của Hội đồng Nhân quyền tố cáo các hành động giết người của chính quyền Damascus, gồm cả hàng loạt pháo kích khu dân cư và dân quân thân chính. Những tin tức mới từ Syria ghi nhận ít nhất có 37 người bị giết trên toàn quốc hôm thứ Sáu. Nhóm theo dõi nhân quyền báo cáo dân quân thân chính Sabiha giết 12 công nhân hôm thứ Năm tại làng Buya của tỉnh Homs. Tại thủ đô Lebanon thì đại sứ Annan nói chuyện với báo chí nhận rằng nhiều người đã mất kiên nhẫn với tình hình Syria khi trả lời câu hỏi có phải cuộc vận động ngoại giao là che chở chế độ tàn sát. Ông Annan mô tả tầm quan trọng của kế hoạch ngưng bắn 6 điểm là tìm kiếm một giải pháp bằng cách đưa các phe tới bàn đàm phán. Tại Berlin, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Merkel, thì Tổng thống Putin tuyên bố Nga có quan hệ lâu dài và tốt đẹp với Syria nhưng không bênh vực bên nào. Ông Putin cho hay ông đồng ý với Thủ tướng Đức rằng cần ngăn ngừa nội chiến tại Syria và rằng hôm nay chúng ta thấy các yếu tố phát triển thành nội chiến. Ông Putin hứa tiếp tục giữ liên lạc với lãnh tụ Assad và các nước trong vùng để tìm giải pháp chính trị. Tuần này, một tàu Nga vào hải cảng của Syria. Một số tổ chức nhân quyền tố cáo tàu này tiếp tế súng đạn cho chính quyền Damascus. Tổng thống Putin xác quyết rằng không cung cấp cho Syria vũ khí sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay. Cùng ngày thứ Sáu tại Istanbul, thì Ngoại trưởng William Hague của Vương quốc Anh gặp gỡ một số thành viên của nhóm đối lập Syria. Ông Hague cho hay, ông và Tổng thư ký Ban Ki-moon chia sẻ quan ngại về nội chiến toàn diện tại Syria. Ông Hague và Tổng thư ký Ban Ki-moon đồng ý rằng lãnh tụ Assad phải hoàn thành cam kết với kế hoạch Kofi Annan. Bom tự sát tấn công căn cứ NATO, tin từ Kabul. Viên chức an ninh cho hay quyết tử phóng xe bom vào trạm kiểm soát của một căn cứ NATO bên ngoài tỉnh lỵ Khors thuộc miền đông Afghanistan làm cho 7 người bị thiệt mạng và 13 người bị thương. Taliban đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom thí mạng hôm thứ Sáu. Một tháng trước thì 5 vụ nổ tại thủ đô Kabul sát thương 7 người, mấy giờ sau chuyến viếng thăm bất ngờ của Tổng thống Obama. Lãnh tụ dân chủ hóa Miến Điện tuyên bố chớ lạc quan quá đà, tin từ Bangkok. Lên tiếng tại hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Sáu, thì lãnh tụ đối lập là bà Aung San Suu Kyi nhắc nhở các giới đầu tư ngoại quốc thận trọng với những điều kiện tại Miến Điện là nơi đang trải qua chuyển hóa nhanh. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên từ 24 năm, thì nhà tranh đấu Suu Kyi gợi ý các nhà đầu tư ngoại quốc dành ưu tiên tạo ra việc làm, cùng trong lúc tìm kiếm lợi nhuận để tháo ngòi của quả bom định giờ là tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay. Bà hô hào không nuôi tham nhũng và nhắc nhở, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ là rất cao. Hàng triệu người Miến Điện bỏ xứ ra ngoài nước mưu sinh, nhiều người nhập cảnh lậu qua Thái Lan. Lãnh tụ Suu Kyi này là một dân biểu nói rằng bà chưa thấy cải tổ về tư pháp là điều mà bà cho là nhu cầu cấp bách. Bà lưu ý giới đầu tư rằng luật đầu tư dù tốt đẹp sẽ là vô ích nếu không có tòa án trong sạch và độc lập. Giao hoán trực tiếp đầu tiên giữa tiền nguyên và tiền yen, tin từ Tokyo.
Trao đổi trực tiếp giữa đơn vị tiền tệ của Trung Quốc và Nhật đã diễn ra trong ngày đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng hôm thứ Sáu 1 tháng 6 tại Tokyo. Từ hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi đã loan báo giao hoán giữa tiền yen và tiền nguyên đồng thời tại Tokyo và Shanghai từ ngày 1 tháng 6. Hối suất sẽ được quyết định theo những cách khác nhau của hai bên. Tại Shanghai thì nhà chức trách Trung Quốc loan báo tỷ giá mỗi sáng. Tại Tokyo hối suất sẽ do thị trường. Loại trao đổi này được xem như là cách khuyến khích giao thương và đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn hạng nhì và hạng ba thế giới, cũng là một phần trong chủ trương quốc tế hóa tiền nguyên của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Ngoại trưởng Clinton vận động các vấn đề quốc tế với Bắc Âu, tin từ Oslo. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hillary Clinton hội đàm với các viên chức Na Uy trong chuyến công du vùng Scandinavia để ca ngợi nỗ lực của các đối tác Bắc Âu trong hàng loạt vấn đề quốc tế. Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Jens Stoltenberg, thì Ngoại trưởng Clinton tuyên bố chúng ta không có khó khăn gì trong các thương thảo, nhưng chúng ta còn nhiều việc làm phía trước. Trước đó, thì bà Clinton đã gặp Ngoại trưởng Jonas Gahr Støre và thăm xã giao quốc vương Harald Đệ Ngũ. Bà dùng chuyến đi Na Uy và Đan Mạch một ngày trước để tán dương vai trò của hai thành viên NATO tại Afghanistan. Nhưng chuyến đi cũng đưa bà tới Thụy Điển bị lu mờ bởi căng thẳng với Nga trên hồ sơ Syria. Tại Copenhagen, bà Clinton tuyên bố cần đưa người Nga vào định hướng vì các hiểm nguy tại Syria là khủng khiếp. Ngoài đề tài Syria, thì Ngoại trưởng Clinton đề cao nỗ lực hợp tác của các nước vùng Scandinavia về năng lượng sạch, biến đổi khí hậu và các vấn đề phát triển. Bà đọc diễn văn tại một hội nghị quốc tế về chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Sau các hội họp, bà Clinton đến Tromsø là một thành phố ven Bắc Băng Dương để thảo luận các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra với vùng giàu tài nguyên năng lượng. Sau Scandinavia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm các nước Armenia, Georgia, Azerbaijan và kết thúc 9 ngày du hành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Eurozone là 11%. Tin từ Brussels, tỷ lệ thất nghiệp tại các nước lưu hành tiền chung là 11% trong tháng 4, là kỷ lục tính từ ngày bắt đầu phát hành tiền euro năm 1999, đó là theo các số liệu công bố hôm thứ Sáu. 17 triệu 400.000 người thất nghiệp tại 17 nước thành viên Eurozone. Thực tế này gây áp lực với các nhà lãnh đạo để chuyển hướng từ tiết kiệm trở lại kích thích tăng trưởng. Tại đất nước Tây Ban Nha đã lùi lại suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp là 24.3%, tệ hại nhất vùng. Tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ cao hơn là 51.5% so với một năm trước là 45%. Cho tới gần đây thì chủ trương khắc khổ là liều thuốc đối phó với khủng hoảng nợ gây khó khăn khắp lục địa trong 3 năm. Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha yêu cầu cứu nguy vì nợ công vượt quá sức chịu đựng. Giới đầu tư cảm thấy quan ngại về trường hợp Tây Ban Nha có thể phải xin tài trợ khẩn cấp. Tây Ban Nha đang đối đầu chi phí vay nợ quá cao trên thị trường công trái. Chủ trương khắc khổ gây phản ứng phụ là hoạt động kinh tế bị co rút vì các biện pháp giảm chi và tăng thuế để hạn chế thiếu hụt ngân sách. Hy Lạp sẽ tổ chức bầu cử ngày 17 tháng 6 với việc làm là đề tài quan trọng cùng với câu hỏi có nên tiếp tục là thành viên Eurozone hay không. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất của Eurozone hiện nay là 3.9% tại Austria, tức là Áo, 5.2% tại Hà Lan và Luxembourg. Và kính thưa quý vị, sau đây là một số tin Hoa Kỳ. Tháng 5, 69.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp lên 8.2%. Tin từ Washington, Bộ Lao động báo cáo kinh tế Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 69.000 việc làm trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với dự đoán là 150.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 8.1% lên 8.2%. Trong 3 tháng đầu năm thì số việc làm mới trung bình là 226.000. Các hãng xưởng tư giảm tuyển dụng chỉ nhận 82.000 người trong tháng qua. Nhu cầu lao động tăng ở các lĩnh vực y tế, vận tải, bán sỉ và giảm với kỹ nghệ xây dựng. Sức tuyển dụng không thay đổi với các ngành nghề quan trọng. Lĩnh vực công tiếp tục giảm người, mất 13.000 việc làm trong tháng 5. Một phần nguyên nhân là sự giảm tốc tại Trung Quốc.
Kinh tế gia Bill Duncanberg của Liên đoàn Thương nghiệp Độc lập nói rằng sức tuyển dụng là thấp bất ngờ và cho biết doanh nghiệp nhỏ không tuyển dụng vì không có đủ khách hàng. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng cũng là tín hiệu lạc quan mong manh với 642.000 người trở lại tìm việc làm, thường là bằng chứng của tinh thần lạc quan về kinh tế. Theo giới chuyên môn thì kinh tế không đủ mạnh để bảo đảm sức tuyển dụng ở mức trung bình trên 200.000 việc làm hàng tháng. GDP của 3 tháng đầu năm là 1.9%, là thấp nhiều so với cuối năm 2011 là 3%. Kết quả là các chủ nhân không thấy cần tuyển thêm người. Kinh tế gia Sean Snead của trường Đại học Central Florida nhận xét, doanh nghiệp không thấy nhu cầu và dịch vụ tràn ngập. Mặt khác, các doanh nghiệp đang tỏ ra thận trọng vì các biến cố tại Hoa Kỳ và hải ngoại được tin là sẽ không thay đổi gần đây với cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đang đến gần. Kinh tế gia Ellen Zener tại Nomura Securities phát biểu, khi có tình thế bất trắc sẽ là khó mở cửa đập để tuyển người. Bà Zener tuyên đoán sức tuyển dụng tiếp tục yếu trong vài tháng sắp tới. Trong khoảng 12.800.000 người thất nghiệp hiện nay, 42.8% không có việc làm hơn 6 tháng. Clinton tiên đoán Obama sẽ thắng lớn. Cũng tin từ Washington, cựu Tổng thống Bill Clinton tiên đoán Tổng thống Obama sẽ được tái cử dễ dàng, tuy các kết quả thăm dò ám chỉ cuộc đua là sát nút. Theo Viện Khảo sát của Quinnipiac tại Florida, thì tỷ lệ ủng hộ đối sánh Romney-Obama hiện nay là 47/41. Tính toàn quốc thì hai đối thủ có hậu thuẫn ngang nhau. Cựu Tổng thống Clinton giải thích, vào lúc này, các kết quả khảo sát là khích cao hơn tháng 11 vì kinh tế tiếp tục trì trệ. Nhưng nếu ông Obama xuống đường vận động cổ vũ các thành tựu, sẽ có kết quả và sẽ tái đắc cử. Sáng kiến Obama cấp bằng chuyên môn cho cựu chiến binh đi xin việc. Tin từ Minneapolis. Trong một sáng kiến của Tổng thống Obama loan báo hôm thứ Sáu, thì cựu chiến binh sẽ được cấp tín chỉ hay bằng về chuyên môn họ học được trong thời gian quân ngũ để làm tăng cơ hội tìm việc của cựu quân nhân thời kỳ hậu 911. Một số người tìm việc khó khăn vì kỹ năng họ được huấn luyện không được chuyển tức thời qua lĩnh vực tư, như tài xế quân xa không được tự động cấp bằng để lái xe tải dân sự hạng nặng. Với bằng EMT, quân đội phải có một chứng nhận bổ túc để xin việc làm EMT dân sự. Trong chuyến đi Golden Valley của tiểu bang Minnesota, ông Obama loan báo rằng Bộ Quốc phòng đã thành lập một đoàn đặc nhiệm để thương lượng với 5-6 cơ quan cấp chứng chỉ về các ngành cơ khí tiếp vận, máy móc, bảo trì, hàng gò để giúp khoảng 126.000 cựu chiến binh cơ hội được thừa nhận về kỹ nghệ từ mùa hè này. Tại Golden Valley, cơ sở của hãng Honeywell sẽ thu nhận 65 cựu chiến binh có chuyên môn về chế xuất học được trong quân đội. Bằng chuyên môn của quân đội không bảo đảm đem lại việc làm. Bạch Ốc không ước lượng ảnh hưởng về việc làm với cựu quân nhân qua sáng kiến này. Các viên chức cho hay dựa trên số trung bình 3 tháng, tỷ lệ thất nghiệp của cựu chiến binh sau biến cố 911 là 9%. Với cựu chiến binh nói chung thì tỷ lệ thất nghiệp là 8.4%. Viên chức nói có những công ty gặp khó khăn trong việc tuyển người có tay nghề thích hợp. Công ty Honeywell loan báo đã tuyển 900 cựu binh từ năm 2011. Tổng thống Obama cũng dùng chuyến viếng thăm cơ sở của Honeywell để hô hào lập pháp hành động với phần thứ 5 chưa có cơ hội thông qua của luật Veteran Job Corps, dự chi 1 tỷ Mỹ Kim trong chương trình cấp tài trợ cho việc tuyển dụng cựu chiến binh làm công nhân ứng phó khẩn cấp, xây dựng, bảo vệ rừng. Cuộc khảo sát của Gallup nhận thấy tỷ lệ hậu thuẫn đối sánh Romney-Obama trong khối cử tri cựu quân nhân là 58/34. Chúng tôi xin phép tạm ngừng bản tin tức nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại.
Tiệm đồng hồ Tấn Phát trong khu Grand Century, nơi mua bán và sửa chữa các loại đồng hồ Thụy Sĩ, Nhật Bản, từ bình dân đến những hiệu danh tiếng sang trọng. Tiệm đồng hồ Tấn Phát mua vào trả giá cao, bán ra có giá hạ, sửa chữa có bảo đảm với thợ kinh nghiệm lành nghề. Tiệm đồng hồ Tấn Phát làm việc uy tín, thành thật và giá cả luôn phải chăng. Tiệm đồng hồ Tấn Phát mở cửa 6 ngày trong tuần, nghỉ ngày thứ tư. Tiệm đồng hồ Tấn Phát, địa chỉ 1111 Story Road, Suite 1053, San Jose, trong khu Grand Century, điện thoại 408-279-8828, 279-8828. Sao Bay Honda là một trong những dealer chuyên về xe Honda lớn nhất, thân thiện nhất và tân tiến nhất trên toàn nước Mỹ. Hiện đã có mặt tại thành phố Milpitas, chỉ cách San Jose 5 phút lái xe. Với một đội ngũ nhân viên hùng hậu, South Bay Honda luôn chờ đón để được phục vụ khách hàng Việt Nam tại vùng Bay. Đặc biệt, chúng tôi đã mời được anh Thomas Tùng Vũ, có 10 năm kinh nghiệm làm việc với Honda, về làm Sales Manager, phụ trách thị trường khách hàng Á Đông và Internet, cùng với anh Stephen Ngô làm Fleet Manager để chuyên phục vụ khách hàng Việt Nam. Vì vậy, quý khách người Việt khi đến với South Bay Honda sẽ được phục vụ thật nhanh chóng, chuyên nghiệp và tận tình. Chúng tôi đang có những chương trình giảm giá đặc biệt và tiền lời thật thấp khi quý vị đến với South Bay Honda. Chúng tôi biết người Việt rất thích xe Honda nên chúng tôi sẽ làm quý vị hài lòng khi đến với South Bay Honda. South Bay Honda, địa chỉ 920 Thompson Road, Milpitas, vừa ra khỏi Freeway 880 đối diện Redmore. Lấy hẹn xin gọi Thomas Tùng Vũ 408-603-5657, 603-5657 hoặc Stephen Ngô 408-817-0653, 817-0653. Lấy thành tính và quyền lợi của quý vị làm phương châm phục vụ. Tôi là Nguyễn Vũ Trụ, đại diện công ty bảo hiểm New York Life. Xin được cùng quý vị thảo luận về các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm săn sóc dài hạn, Long Term Care, IRA, 401k Rollover. Đặc biệt là kế hoạch truyền thừa tài sản, giúp bảo vệ bất động sản, bảo vệ sự học vấn cho con em, bảo vệ sự thu nhập khi chúng ta về hưu. Với các chương trình trên sẽ giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình và tích lũy tài sản, giúp xây dựng nền tảng an toàn tài chánh. Xin quý vị hãy liên lạc văn phòng chúng tôi để lấy hẹn. Điện thoại 408-556-7228, 556-7228 hoặc 408-930-2175, 930-2175 hoặc đến địa chỉ 550 South Winchester Boulevard, phòng 405, San Jose, California 95128. Tất cả dịch vụ tham khảo tại văn phòng và tại nhà của quý vị đều miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem báo Thằng Ngõ và các báo Việt Nam. Chúng tôi Nguyễn Vũ Trụ rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Professional Karaoke luôn chờ đón quý vị với một rừng CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý vị ở San Jose mời đến showroom của Professional Karaoke tại địa chỉ 2885 đường Center bên cạnh chợ Center Market để chính mình mắt thấy tai nghe. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000, 728-9000 hoặc vào website procaraokeusa.com.
bà súp nhỏ, dậy đi, dậy đi. Anh mới ngủ được chút xíu, đừng phá anh mà bà xã. Không được, dậy đi, em có cái này cho ông xã nè. Bà xã có quà cho anh hả? Dậy liền. Nghe có quà là tỉnh như sáo liền hả? Hi, quà của bà xã mà không tỉnh sao được. Anh cũng có quà cho bà xã nè. Vậy còn không mau lấy ra cho em. Đây đây, anh để sẵn ở đây nè. Một, hai, ba. Cordyceps plus 3-in-1. Lại trùng quà nữa rồi ông xã. Vậy mới gọi là tâm đầu ý hợp chứ bà xã. Em biết không, loại dược thảo này đặc biệt lắm. Có tất cả 3 loại dược thảo hiếm quý trong đó đó. Để em nói cho, đó là đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ông chúa, đúng không? Bà xã hay quá à. Nếu không thì em đâu có làm quà cho ông xã. Codicap Block 3-in-1 đã kết hợp 3 loại dược thảo hiếm quý đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ông chúa sản xuất tại Hoa Kỳ, giúp giảm tiến trình lão hóa, bồi bổ thần kinh suy nhược, bồi bổ tinh khí, bồi bổ tiêu đàm, chống ho, đau lưng, mệt mỏi, cải thiện chức năng thận và gan, khôi phục hơi thở ngắn không đều, giảm huyết áp, cholesterol, tăng cường hệ miễn nhiễm, ngủ ngon, giúp làn da săn chắc mịn màng, đặc biệt tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Hãy tìm cho được Codicap Block 3-in-1 không thể thiếu trong gia đình quý vị, đặc biệt trong thời gian này mua 2 tặng 1. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác như Bio Omega 3 giúp giảm huyết áp, xuống cân, khỏe tim, mọc tóc, đẹp da, Bio Plus BF9 giúp giảm đau nhức khớp xương, bắp thịt, ngủ ngon, vân vân. Hãy gọi cho tổng đại lý MV Cosmetic 714-722-9709, hai các đại lý chi nhánh như Nam Cali, Mỹ Á Bách Hóa 714-897-9926, San Diego, Đồng Văn Gift Shop 858-569-9541, Bắc Cali, Thành Phát Gift Shop 209-472-9900. Đặc biệt tại San Jose, Angel Beauty địa chỉ 1111 Story Rock trong khu Grand Century Mall, căn số 1024, điện thoại 408-417-8638, 417-8638, Codicap Luxury in One Number One. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của truyền hình quê hương. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với bản tin tức của chúng tôi qua phần tin địa phương và thời tiết. Hai cửa cống ở vùng châu thổ Sacramento và San Joaquin bị kẹt. Cánh cửa của hai cống nước ở vùng châu thổ Sacramento và San Joaquin đang bị kẹt, không đóng lại được và hiện tạo nguy hiểm cho những con cá con giống salmon. Giới chức của cơ quan US Bureau of Reclamation cho biết các cửa cống bị kẹt vì lý do kỹ thuật, cho nên cửa vẫn mở cho đến khi hoàn tất việc sửa chữa. Các cửa cống này được xây cất từ thập niên 1950, tức đã hơn nửa thế kỷ, dùng trong việc dẫn thủy nhập điền khi nước từ sông Sacramento được các cống đưa vào tưới tắm cho vùng châu thổ. Hai cổng cống được mở nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong vào cuối tuần qua và các cuối tuần kế tiếp cho đến ngày 15 tháng 6 sắp tới, nhưng phải đóng trong những ngày làm việc trong tuần để không ảnh hưởng đến cuộc hành trình của những con cá con giống salmon từ sông ra biển. 3 người bị thương trong 2 vụ nổ súng ở Oakland. 3 người đã bị thương trong 2 vụ nổ súng ở Oakland xảy ra vào đêm thứ Năm hôm qua. Vụ bạo động đầu tiên xảy ra vào hồi 9:04 tối trong khu phố số 900, đường 63, đoạn giữa hai đường Sacramento Street và California Street, thành phố Oakland, khiến cho 2 thanh thiếu niên bị thương. Cả 2, 15 và 19 tuổi hiện được chữa trị tại các bệnh viện trong vùng với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ nổ súng thứ hai xảy ra trong khu phố số 9200, đường B Street, Đông Oakland vào hồi 9:42 tối. Một thiếu niên 16 tuổi bị bắn vào mặt và hiện đang trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện địa phương. Người ta không rõ ai là thủ phạm và nguyên nhân gây ra 2 vụ bạo động nói trên. Tìm thấy một phụ nữ mất tích nằm chết trong một cánh đồng ở quận hạt Sonoma. Phòng pháp y quận hạt Sonoma vừa xác định danh tính của một phụ nữ 51 tuổi được tìm thấy nằm chết trong một cánh đồng ở địa phương vào trưa ngày thứ Tư vừa qua. Nạn nhân được xác định danh tính là Donna Spellman, cư dân Sonoma, được gia đình báo mất tích vào cuối tuần qua, sau khi rời nhà mẹ đẻ là nơi nạn nhân sống chung với mẹ. Một người qua đường nhìn thấy thi hài của nạn nhân nằm khuất sau đám cỏ cao trong một cánh đồng thuộc khu vực đường Fourth Street West và West MacArthur Street
Sonoma, vào trưa thứ Tư 30 tháng 5. Spellman được nhận dạng qua vân tay cũng như gia đình. Người ta tình nghi nạn nhân đã chết vì dùng thuốc quá liều. Cháy phía sau trường Evergreen Valley High ở San Jose. Hai đám cháy nhỏ đã gây thiệt hại nhẹ cho trường Evergreen Valley High School ở Nam San Jose vào sáng sớm ngày thứ Sáu hôm nay và đang được nhà chức trách sở tại mở cuộc điều tra vì rất đáng nghi ngờ. Lính cứu hỏa San Jose nhận được tin báo vào hồi 2 giờ 36 phút sáng và khi đến nơi đã tìm thấy hai đám cháy nhỏ ở phía sau trường. Một nằm sát tường sau của trường và một nằm trong thùng chứa rác lớn, cách khuôn viên trường chừng 40 feet. Cả hai đám cháy được dập tắt chừng 15 phút sau đó. Hiện nhà chức trách đang xem lại các video thu hình an ninh được đặt gần đó. Đám cháy đã làm cho tường của trường bị hư hại từ nhẹ đến trung bình. Evergreen Valley High đã bãi trường nghỉ hè từ tuần trước. Cảnh sát bắt giữ 31 người trong việc bài trừ nạn mãi dâm ở San Jose. Nhà chức trách địa phương vừa bắt giữ 31 người trong một chiến dịch bài trừ tệ nạn mãi dâm ở thành phố San Jose. Chiến dịch Operation B được 63 nhân viên công lực mở màn vào ngày thứ Tư vừa qua tại hai hành lang nơi tệ nạn nói trên thường xảy ra vào nhiều khách sạn, bao gồm những nhà trọ gần phi cảng Mineta ở San Jose. Các nữ nhân viên an ninh giả dạng gái bán hoa đã tóm được 8 người đàn ông đang tìm mua hoa trên đường Sulphur Street, 10 người khác trên đường Alum Rock Avenue và thêm 8 người nữa tại các nhà trọ gần phi cảng Mineta. Bên cạnh đó, 5 phụ nữ gái ăn sương đã bị bắt mà một trong số này được báo cáo mất tích ở Modesto. Và thưa quý vị, sau đây là tiên đoán thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Tại khu vực San Francisco, đêm nay trời ít mây, nhiệt độ thấp 56 độ, gió Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Ngày mai trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 65 độ, gió Tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 phút sáng và lặn lúc 8 giờ 25 phút chiều. Tại khu vực Oakland, đêm nay trời ít mây, nhiệt độ thấp 56 độ, gió Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Ngày mai trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 74 độ, gió Tây từ 10 đến 20 dặm một giờ. Mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn lúc 8 giờ 25 phút chiều. Còn tại khu vực San Jose thì thưa quý vị, đêm nay trời quang đãng, nhiệt độ thấp 58 độ, gió Tây Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 77 độ, gió Tây Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn lúc 8 giờ 23 phút chiều. Bảo Ngọc vừa gửi đến quý khán thính giả bản tin tức trong ngày của truyền hình quê hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin kế tiếp của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được bảo trợ bởi South Bay Honda, ô tô dealer chuyên về xe Honda ở ngay Gretmore, Milpitas, chỉ cách San Jose 5 phút lái xe. Honda, hiệu xe được người Việt Nam tín nhiệm khắp nơi.